Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Sena Nguyễn, kinh nghiệm trồng rau sạch ở tại nhà. Hôm nay mình sẽ làm một clip để chia sẻ với các bạn, đó là cách chúng ta trồng rau mùng tơi từ gốc các bạn nhé. Và các bạn hãy cùng xem clip của mình ngày hôm nay. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và bấm nút chuông bên cạnh để nhận hiển thị mỗi khi mình ra clip mới. Mình sẽ cố gắng thật nhiều clip hay, hữu ích để chia sẻ với các bạn. Và các bạn nhớ là hãy luôn ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn nhé. Đây là các cọng mùng tơi mình mua về nhà ăn. Và đây là mình đã vặt sẵn lá. Đây mình có chuẩn bị một cái lá này là mình chưa vặt lá. Và mình hướng dẫn các bạn, đây mình khi mình mua nhé, mình chọn cái gốc nào nó phải già, nó phải dày, nó phải to như thế này các bạn nhé, để mình trồng nó dễ lên mờ, lên dễ và dễ trồng hơn các bạn nhé. Và đây mình vặt các lá này đi, các lá này mình vặt để mình nấu canh. Đây mình vặt đi và mình giữ cái ngọn này lại để mình trồng các bạn nhé. Và đây mình đã chuẩn bị sẵn trên tay mình, đây mình cho vào và mình tiến hành cũng ngâm vào nước đợi lên rễ thì mình sẽ mang đi trồng. Và đây hôm nay mình sẽ quay các bạn xem rau mùng tơi sau khi mình cắm vào nước được 28 ngày này các bạn này. Sau 28 ngày thì nó đã mọc ra những rễ như thế này và bây giờ mình sẽ tiến hành mình mang đi mình trồng các bạn nhé. Và cái ngâm nước này này còn tùy thuộc vào thời tiết. Nếu mà các bạn ngâm vào thời tiết nó nắng mà nó khô ấy, thì nó sẽ phát triển nhanh hơn. Còn mình cắm ngâm cái này vào thời tiết nó bị lồm với nó ẩm ướt ấy, thì nó sẽ chậm lên rễ hơn các bạn nhé. Nó còn tùy thuộc vào thời gian nhé. Đây các bạn thấy là lên rễ này. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình trồng nhé. Đây, mình sẽ tiến hành mình trồng vào đất. Mình sẽ tưới nước cho nó các bạn nhé. Và các bạn hàng ngày sẽ tưới cho nó 2 lần một ngày. Và các bạn nên nhớ là cây nó đang như thế này ấy, thì chúng ta sẽ tưới thật ít nước thôi các bạn nhé. Các bạn không nên tưới nhiều. Và các bạn tưới nhiều quá là sẽ úng cây và cây sẽ dễ chết. Và nó ổn định khoảng được 5 cho đến 1 tuần. Nó ổn định thì bắt đầu chúng ta tưới phân hữu cơ cho nó nhé. Rồi các bạn cùng chờ đợi quá trình phát triển của nó như thế nào, mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Sau 28 ngày này thì nó đã phát triển được như thế này rồi này. Và mình sẽ tiến hành mình ngắt ngọn nó đi các bạn nhé. Tại vì mình sẽ không muốn là nó leo, mà ngắt ngọn đi thì nó sẽ leo các nhánh và nó sẽ lá sẽ to hơn. Nên mình sẽ ngắt ngọn đi. Rồi, và các bạn cùng chờ đợi với mình xem mấy ngày nữa nó phát triển như thế nào rồi nhé. Đây là hình ảnh rau mùng tơi của mình trồng đến hôm nay là được 45 ngày này các bạn này. Các bạn thấy không? Sau 45 ngày này, tán lá của nó rất là to này. Các bạn thấy không? Nó mọc lên là rất là sum suê rồi. Và mình ngắt những cái ngọn này đi các bạn nhé. Mình ngắt những cái ngọn đi để cho nó ra những nhánh mới và nó sẽ không bị leo. Đây các bạn thấy này, nó lên này, rất là tốt này. Và mình tưới hoàn toàn bằng phân hữu cơ này các bạn thấy đây. Lá rất là to luôn. Đây sau 45 ngày của mình thì nó đã phát triển như thế này. Và mình có trồng thêm, hôm qua mình vừa cắm thêm những cái rau mùng tơi mới này các bạn này. Mình ngâm một nước nó ra rễ rồi mình tiếp tục mình cắm vào như thế này. Vừa cắm từ hôm qua. Và các bạn cùng chờ đợi với mình xem mấy ngày nữa xem nó phát triển như thế nào rồi mình sẽ quay lại cho các bạn xem nhé. Sau 50 ngày này các bạn này, sau 50 ngày các bạn thấy không? Rau mình chỉ tưới hoàn toàn bằng phân hữu cơ thôi mà lá rất là to. Và mình có làm dàn leo để cho nó leo để xem nó phát triển tán lá như thế nào. Và đây các bạn thấy này, các lá rất to này. Và sau thêm có 5 ngày nữa thôi này, các bạn thấy này, nó leo rất là ác luôn. Mình sẽ để làm dàn leo để xem là nó phát triển như thế nào. Và hôm nay mình sẽ tiến hành mình thu hoạch nó nha các bạn nhé. Tán lá to thôi các bạn nhé. Còn cái dàn của nó và các bạn cứ để cho nó neo để nó phát triển. Mình chỉ thu hoạch những cái tán lá to thôi. Các bạn thấy không? Sau 50 ngày mình trồng rau mùng tơi từ gốc, mình thấy lên nó lên rất là tốt luôn. Còn những cây này thì mình cắt luôn này. Nó là từ
cái mầm ngọn mới này. Mình thu hoạch khá là to. Wow, màu tươi rất là tốt luôn. Đấy, nên là các bạn cũng không cần phải mua hạt giống đâu nhé. Mình thấy rằng là nếu mà chúng ta trồng được rau từ gốc này thì nên rất là nhanh các bạn ạ. Như này chúng ta cứ tỉa những lá to chúng ta ăn thôi, còn những lá nhỏ thì chúng ta cứ để nó phát triển, rồi chúng ta cứ tỉa lá chúng ta ăn. Lần này mình cắm cái dàn neo này như này để cho nó xem là nó sẽ phát triển như nào, tán lá nó mọc lên nó có to không không. À, mình tại vì nhà mình không có nhiều đất ấy, nên là mình phải trồng dàn neo để mình thu hoạch để cho được nhiều. Tại vì không có nhiều đất mình trồng không có thể trồng nhiều được. Wow, các bạn thấy này, những tán lá này rất là to luôn. Mà tại vì mình đợi để 5 ngày nữa mình thu hoạch một thể, nên là những tán lá ở dưới đây là có vẻ hơi già một chút đấy. Cái này mình trồng thế là có mấy gốc thôi mà thu hoạch cũng được khá nhiều luôn. Các bạn cứ tỉa những tán lá. Kiểu nó mọc dày quá, nhiều khi những lá nó không có đủ ánh sáng. Wow, nhiều những lá dưới đây này nó không có ánh sáng này. Đây các bạn thấy là có mấy gốc mà nó lên rất tốt luôn. Đây những cái mầm như này thì mình sẽ thu hoạch luôn nhé. Rồi, mình chỉ thu hoạch cái này thôi, còn những cái này thì mình cứ để theo lá to mình sẽ thu hoạch, các bạn thấy không? Là có mấy gốc thôi mà lên rất nhiều rau luôn. Và bây giờ mình sẽ sang thu hoạch ở bên đây các bạn nhé. Đây là rau mà mình đã thu hoạch được 2 lần rồi, là lần thứ 3. Cái rau này thì mình trồng tự hạt các bạn. Cái này thì mình sẽ không để neo. Mình như lần này thì mình sẽ không thu hoạch nó cắt ngắn xuống dưới nữa, mình chỉ cắt ngắn vừa phải thôi, thì như thế thì nó ra nhiều nhánh hơn chứ nó sẽ phát triển nhanh hơn, chứ không cần phải bình thường thì mình cắt dưới sát gốc ấy thì cứ sau khoảng 20 ngày, hơn 20 ngày thì mình thu hoạch được một lần. Nhưng lần này thì mình sẽ không cắt sát gốc nữa, mình chỉ tỉa những lá to thôi. Đấy, các bạn thấy là rau mình chỉ tưới phân hữu cơ đấy mà nó lên rất là tốt luôn. Đây là do mấy hôm rồi mình bận mình đi chơi ấy, nên mình để ở nhờ người ở nhà chăm sóc. Và mình thấy ấy, là nếu mà các bạn chăm sóc cây ấy thì mình phải có tấm lòng, mình nói chung là phải là người yêu thích cây ấy thì cây mới sống được. Còn mình không hiểu làm sao mà mấy hôm rồi mình đi vắng đi chơi ấy mà mình nhờ người nhà mình tưới cây ấy, mà mình không phải nhờ tưới phân hữu cơ gì đâu, mình chỉ nhờ tưới nước trắng từ sáng cho đến tối, sáng với tối mỗi lần một lần 2 ngày thôi, mà không hiểu làm sao mà mình về mà cây của mình chết gần hết các bạn. Những rau muống mình mới trồng chết hết, mà 2 cây dâu tây của mình cũng bị chết luôn. Và nhà mình có nhờ, bình thường mấy hôm trước mình cũng bận rồi, mình nhờ bà vú nhà mình tưới cây hộ mình, mà sau một thời gian các bạn biết thế nào, cây của mình cũng chết khá là nhiều luôn. Nên là mình nghĩ là chăm cây này thì chúng ta phải là người thích yêu cây cơ thì cây nó mới sống lâu được. Còn nếu mà chúng ta là kiểu mà chăm mà không có sự thích nó, không có đam mê ấy, thì cây nó không sống nữa. Mình không hiểu làm sao mình chỉ nhờ tưới nước thôi mà cây của mình chết rất nhiều luôn. Đây là này mình sẽ chỉ tỉa lá này thôi các bạn nhé. Tỉa lá phần ngọn của nó thôi để mình thu hoạch thôi, còn cái phần kia thì nó cứ để nó tự mọc lên. Và mình mỗi lần mình thu hoạch cái này xong thì mình sẽ vắt cái bã cà phê ấy. Các bạn vắt cái bã cà phê vào thì như thế thì rau của chúng ta nó phát triển lên tốt lắm. Ủa, có mấy chỗ thôi mà nó lên rất là tốt thôi các bạn ạ. À.
mà được cái là mình trồng như này thì là rau sạch. Wow, các bạn thấy không, tán lá này lên rất là to rồi. Phần này mình cắt đi vì chỗ này mình không thích để nó leo. Lá này rất to luôn. Đó, mấy chỗ mà mình thu hoạch rất nhiều rồi. Mình thu hoạch như này thì từ những cái này nó ra những nhiều nhánh rau mới để mình thu hoạch. Wow, mình thích quá các bạn, tốt. Đôi khi các bạn tưới bằng phân hữu cơ thứ ấy thì nó đôi khi nó lên chậm hơn một chút nhưng mà nó an toàn các bạn. Còn chúng ta mà cứ tưới bằng phân hóa học các thứ ấy, nó lên nhanh nhưng mà thực sự là nó không an toàn. Các bạn trồng rau tại nhà ấy, thì chúng ta cứ làm phân hữu cơ chúng ta tưới cho nó tốt vì mình ăn mà nó đảm bảo. Wow, rất tốt các bạn, thu hoạch rất nhiều luôn. Và mình cứ trồng mấy gốc rau mùng tơi này thôi thì các bạn ăn quanh năm luôn. Mình thu hoạch là như cái rau này là lần thứ 3 rồi, có rau từ gốc kia thì lần này là lần mình mới thu hoạch. Của mình buổi sáng thu hoạch này chỉ có mỗi ba cái chỗ thôi mà mình thu hoạch được hẳn một rổ rau rất là to luôn. Như này là được một bữa rau các ăn bạn rồi. Thấy này, rau mình vừa thu hoạch xong này các bạn này, chỉ có mấy gốc thôi mà mình thu hoạch rất nhiều. Đây mình cứ để nó leo như thế này và những cái tán lá nào to thì mình sẽ cắt ra để mình thu hoạch. Và cái chỗ này thì mình không thích để leo các bạn ạ, nên là mình sẽ thu hoạch. Và mình các bạn thấy không, một cái nhánh cây thôi này nó ra rất nhiều nhánh luôn. Đây ra nhánh này, ra nhánh này. À, rất là nhiều nhánh luôn. Mấy lần trước thì mình toàn cắt sát tận đây thôi. Nhưng mà lần này thì mình sẽ không cắt sát nữa, mình sẽ để như này để nó mọc. Đây các bạn thấy không, nó nhú mầm nó lên này. Đây nhú mầm lên này. Mình sẽ để nó tự nó mọc ra. Như này thì khoảng 10-15 ngày nữa thì mình có thể thu hoạch được. Và các bạn thấy là đây, rau mùng tơi này mình cũng trồng từ gốc này. Nó phát triển lên rất là tốt rồi này. Đây, nếu mà như thế này thì các bạn cũng có thể thu hoạch, cách ngắt cái ngọn này đi để chúng ta thu hoạch để chúng ta ăn. Còn không thì như mình thì thôi, mình không thu hoạch tại vì mớ rau kia cũng rất là nhiều, mình ăn cũng sẽ không hết. Và mình sẽ để đấy và để mình mấy cái rau kia nó sẽ lớn nữa, mình tỉa lá, mình tỉa ở đây luôn. Thì mình lại được một bữa rau nữa để ăn. Và các bạn mới thu hoạch như này xong ấy, thì chúng ta hãy rắc cái bã cà phê phơi khô ấy, chúng ta rắc vào đây để nó làm đất trở nên tơi xốp hơn. Và rồi nó sẽ cung cấp các chất cho cây, làm cho cây phát triển rất là tốt đấy các bạn ạ. Và hàng ngày thì mình sẽ tưới bằng phân hữu cơ. Và mình có quay cho các bạn xem, đây là rau muống mình cũng trồng từ gốc này các bạn này. Đấy các bạn thấy không, đây rất là tốt rồi. Như thế này, nhưng mấy cái này thì mình có thể vặt ngọn ăn rồi các bạn này. Nhưng mà vấn đề là nó còn ít quá, mình thu hoạch như này thì nó cũng sẽ không được bao nhiêu. Nên mình đợi cái chỗ này mình trồng sau thì mình đợi nó lớn rồi mình thu hoạch. Hôm rồi mình có trồng thêm rau muống ở đây nữa cơ, nhưng mà mình đi vắng mấy hôm nên nhờ người nhà tưới mà nó héo, nó chết hết rồi các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn. Và các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh và bấm nút chuông bên cạnh để nhận hiển thị mỗi khi mình ra clip mới nhé. Và các bạn hãy giữ những cái gốc rau mùng tơi để chúng ta về chúng ta trồng nhé. Chúng ta đừng vứt đi nhé, rất là phí. Như mình này mình trồng này, nên rất là tốt luôn. Rồi, cảm ơn các bạn.